99%. Chín mươi chín phần trăm được. Đó, đưa đưa cái thùng đây. Được. Thế cứ ông cứ cầm này cho tầm. Ô, cầm này được à? Thế thả vào thùng. Không được khèo khiếc gì đâu nhá. Kiểm tra lại. Kiểm tra chân trước phải ngon nghe. Nhìn thấy nhìn luôn đấy, ông này bảo vâng. Mai bảo khèo. Vâng. Nhìn luôn khèo là nó cong luôn cái chân ấy. Đây xem nào, thả đây xem nào. Ấy thôi 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 chạy nhanh đi à, chó thùng đấy người nào đi còn nào chả đấy đấy nó đấy thối quá, hai con này không thể để thôi được. Ơ sao xách cánh của nó thế ạ? Rồi. Rồi. Đi về đi nào. Cảm ơn thùng đến được vô rồi không? Được. Không đây được cá đâu. Kéo mà. Cám này là cám ấy à? Ơi. Cám gì đấy? À. Máng cho ăn. Nước. Các bạn thân mến, đây là hai chú đà điểu con đang được đóng gói để xuất bán đi cho một khách hàng. Khách hàng ở đây là anh có số điện thoại là 0163 5840 355. Thì anh ở nhà nghỉ Trường Giang, Mộc Châu, Sơn A. Các bạn đóng thùng và quét lỗ để cho con đà điểu thở. Thì đây là kích thước cũng như là con đà điểu được khoảng một tháng tuổi. Thì các bạn bắt con đà điểu, các bạn túm vào hai cái cánh như thế này. Túm vào hai cánh như này. Lúc nó bé thì gần như cái cánh nó không phát triển, không gì cả. Đấy. Đây, mặt mũi này. Các bạn nhìn nhau. Đó. Con đà điểu con. Đấy. Chúng mỏi là chúng ngồi, nó ngồi bệt xuống mà. Đây là con đà điểu. Thì bên cơ sở chúng mình xuất bán giống đi các tỉnh. Duy nhất ở bên mình là bên ngoài miền Bắc. Ấp cho ấp và úm thành... thường tầm này là các bạn về nuôi yên tâm rồi. Thì anh ở trên Sơn A này thì anh có kinh doanh một cái mô hình du lịch. Thì nguyện vọng của anh ấy là muốn bắt từ lúc còn nhỏ này để anh thuần dưỡng, anh nuôi trở thành một con đà điểu mà có thức khách của anh ấy đến có thể cưỡi được. Thì từ đó là anh sẽ tăng cái nguồn doanh thu và tăng thêm những cái lĩnh vực để phát triển kinh tế du lịch của mình. Thì trên tinh thần đó thì mình, anh cũng đã quen biết thì mình sẽ chuyển hàng cho anh ý. Và anh ý giao tiền cho nhà xe hoặc anh ý chuyển quả cho bên mình. Quý vị các bạn, bà con mua một hai con về để Tết thịt. Các bạn nuôi khoảng 8 tháng là con đà điểu nó đã trưởng thành đến khoảng một tạ, trên dưới một tạ. Thì cái thành phần... nuôi rất đơn giản, các bạn nuôi cho ăn cám, ăn rau như là nuôi ngỗng, nuôi ngan thôi. Ở cái thời điểm này thì nó hơi nụ thì các bạn về các bạn úm
ốm một tí đấy, lông của nó nó kêu đấy, nó kêu đấy, đấy kêu như con ngỗng luôn. Đó. Trông thì nó như là sợi kim tuyến đấy. Đấy. Đây nó điểm, nhưng mà trông nghe thôi mà thả ra sân bóng nó chạy rất nhanh nha các bạn nhá. Các bạn về các bạn phải quay luôn chứ đừng nghĩ là nó yếu ớt, nó chạy rất nhanh luôn. Thì đây là con đà điểu được đánh số luôn. Các bạn có thể thấy đây là con đà điểu này được sẽ đánh số luôn đây. 17-00-58. Con này là con thứ 58 của lô thứ 17. Thì con này cũng vậy thôi. Con này là con số 17-01-27, là con số 127. Thì lô vừa rồi ốm khoảng 200 con, hiện giờ bán cũng hết, gần hết rồi. Thì mình lại chuẩn bị cho Zalo tiếp sau. Thì anh em cơ sở trên Ba Vì này cũng đã có những cái kinh nghiệm về ấp, kinh nghiệm chăn nuôi. Bà con mua nhiều mũi thì cũng được hỗ trợ về kỹ thuật cũng như kinh nghiệm. Và đặc biệt là cái giống đà điểu ở đây thì đã được anh em úm ra và đã có những cái hỗ trợ cơ bản cho uống, cho tiêm một số những cái cần thiết để bà con về có thể là dù nuôi chơi, nuôi thịt hay nuôi về kinh gì thì cũng yên tâm là không có tỷ lệ hao hụt đồng con. Đây là cái chân của chúng, cái chân của chúng trông như là chân đó, cái đầu của chúng đây. Các bạn túm sách như này, cứ túm cánh sách như này nhá, đừng túm đầu, đừng ôm người. Đấy, cái cánh này của nó là để mà lúc bé như này thôi, thì các bạn có thể túm bắt như thế. Đấy, các bạn túm bắt như này, các bác về các bác di chuyển các bạn cứ túm như này, nhấc như này đi. Đây là con đà điểu được bắt như thế này. Đấy, nhẹ nhàng, tinh tế chúng chạy rất nhanh. Số điện thoại liên hệ để các bạn tiện giao dịch mua bán cũng như tư vấn là số điện thoại 0163530982. Mình thì đang phát triển các mặt cây giống và con giống, thì ví dụ như cây chanh tứ quý và cái con giống thì cũng như là con chim cu gáy, con đà điểu và các sản phẩm từ đà điểu đến nơi mà quê hương mình lớn lên, thì mình cũng thấy đó là thế mạnh, cũng phát triển nhân rộng cho các bà con ở các tỉnh. Và hy vọng rằng video này sẽ đóng góp một chút nhỏ nhỏ đến các bạn có thể nhìn được thấy những cái hình ảnh cụ thể của con đà điểu như vậy. Thì các bạn có thể thấy đây là gần sát hạt con đà điểu luôn. Đấy, các bạn thấy là cái đầu như này, đầu mắt mỏ cổ đầu đấy, đỉnh đầu mũi, cái khẩu phần ăn và các bạn nuôi như là nuôi ngỗng, ăn rau, ăn cám, tấu nước, lúc bé thì các bạn nên thắp bóng úm và không gian vừa phải, không nên rộng quá nó chạy nhiều trong cái chua sàn chuồng, các bạn không nên để những mô đá, những cành cây nó hoảng, này loại này nó không rất là sợ tiếng động, nếu mà nó hoảng nó chạy nó vấp vào cục đá hay là cái gì đấy có thể sai chân hoặc là nó chưa, cái chân của nó chưa phát triển tốt. Thì đây là cái thùng trên cái diện tích như thế này thì mình đóng vào là rất là hợp lý, nó có thể đứng ngồi, nó có thể cựa hoặc nó có thể làm cái thao tác mà nó mong muốn, thì mình di chuyển trong ngày vô tư không vấn đề gì cả.
về quý vị các bạn có thể là cho ô nước úm cho nó không gian vừa phải đó. Đặc biệt là uống nước trước đó. Đây là từng sợi lông, bạn nhìn rõ từng sợi lông luôn. Thì hy vọng rằng các cháu thiếu niên nhi đồng cũng có thể khám phá cái hình ảnh con đào điểu qua những cái video này của mình. Nếu như các bạn đặt hàng thì gọi vào số điện thoại 0163530592 hoặc là cũng đăng ký kênh của mình để tiếp tục được đón nhận những video tiếp theo hấp dẫn hơn, đi vào cái những cây giống con giống rất là đặc thù của địa phương và rất là quý hiếm. Thì hy vọng rằng các bạn sẽ chat qua Facebook bằng cái mail máy tính bavia@gmail.com và cái Zalo là bằng đăng ký vào số điện thoại liên hệ thẳng trực tiếp với mình là 0163530592. Các bạn có thể vào YouTube là cái kênh của mình là phát triển nhân rộng con chim cô gáy ở ngoài miền Bắc, thì các bạn có thể giao lưu với mình, rất hoan nghênh được chia sẻ chung vui với tất cả các quý anh chị và các bác ở trên khắp đất nước. Cái yếm của nó đằng ức này nó có một cái ức của nó, con đà điểu này nó có một cái ức ở ngực rất là lạ. Các bạn có thể thấy đây là cái hình ảnh rất là sinh động về con đà điểu. Thì chuẩn bị đây là mình sẽ đóng gói. Nhí ơi, ra đây để bố đóng gói gửi cho bác Nesona cái. Nên chuyển nó tí nữa xe nó đi qua nhà nó lại muộn mất. Nên ra giữ cho bố cái. Lại quay. Em này thì bây giờ là khoét lỗ. Các bạn chọc lỗ để cho không có không khí nó thở được. Bắt cho anh ấy là hai con trống, anh về anh có lông màu mỡ và sáng suốt. Bố cho ai đây bố? Chuyển cho khách hàng của bố. Các bạn đóng như thế này, các bạn đóng như này. Trên xe khách mà bố cứ chọc đi đã. Được rồi, đây thử cái này cho bác ký. Đây là thông tin sản phẩm. Cái gì đây, con ma à bố? Cái logo này cơ sở của nhà mình mà. Ma
cái gì con? Con nhìn như con ma. Ê thì quả chán chết. Logo nhận. Logo. Logo nhận. Người nhận. Người nhận. 0163 584 0335. Dán lên đây cho bác đi, cẩn thận. Bác nuôi bác đi cho người khác cưỡi. Nhớ không? Cưỡi là sao bố? Nó có làm sao không bố, nó vỗ cho. Đó rồi, kính thưa các bạn, đây là bao bì đã được đóng xong. Và đây là những cái lỗ thoáng để cho con đà điểu thở. Và như này thì nó cũng vừa ấm áp. Các bạn thân mến, mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn có thể liên hệ với mình vào số điện thoại 0163 530 5952. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Nhớ đăng ký và hẹn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hy vọng rằng anh khách hàng của mình Sơn Na sẽ thành công kinh tế để phát triển cái mô hình du lịch cưỡi đà điểu. Thân ái chào tạm biệt.